Qualcomm vừa cập nhật dòng chip của mình với ba sản phẩm mới là Snapdragon 653, Snapdragon 626 và Snapdragon 427. Cả ba đều sẽ nhắm đến các thiết bị tầm trung với hiệu năng cao hơn so với thế hệ trước và tăng khả năng kết nối. Đáng chú ý, Qualcomm cũng tích hợp công nghệ Quick Charge 3.0 cho ba chip mới để mang tính năng sạc nhanh xuống những thiết bị tầm trung chứ không chỉ giới hạn ở các model smartphone cao cấp như chúng ta thường thấy. Cuối cùng, Snapdragon 653, 626 và 427 đều sẽ hỗ trợ camera kép nhờ bộ xử lý tín hiệu hình ảnh mới. Snapdragon 653 sẽ thay thế cho Snapdragon 652 với hiệu năng cao hơn 10% nhờ tăng xung nhịp của CPU. Dung lượng RAM tối đa mà chiếc hỗ trợ cũng đã tăng gấp đôi thành 8GB. Tương tự như vậy, Snapdragon 626 cũng tăng hiệu năng 10% so với Snapdragon 625 nhờ tăng xung nhịp của 8 nhân Cortex A53. Còn Snapdragon 427 là chip tầm trung cận thấp nhưng vẫn có 4G LTE, đồng thời là con chip Snapdragon 400 đầu tiên tích hợp Dual-Signal. Snapdragon 427 tiếp tục dùng 4 nhân Cortex A53 giống như người tiền nhiệm Snapdragon 425. Những thiết bị thương mại đầu tiên dùng Snapdragon 653 và 626 sẽ ra mắt trong mùa thu này. Còn Snapdragon 427 thì phải chờ đầu năm sau.